chuẩn bị sẵn hai cái hộp. Rồi, cô ở đâu ơi cô? Dạ. Dạ. Thưa ở đây tụi con không phục vụ những người bên ngoài, chỉ phục vụ bệnh nhân người nuôi bệnh. Bệnh viện mất à? Đâu? Hóa đơn đóng viện phí đâu thưa cô? Để xuống kia. Rồi cô về cô lấy đã. Nhưng mà cô chen vô đây là không được. Không có chen. À nói chen đang tới xếp 6 giờ mà. 6 giờ không phải. Ông cô vừa hỏi xong không có nói sai. Có mọi không người chứng nhận. Đâu không cô có hóa đơn đâu. Cô cho con coi. Để trong kia. Dạ vâng vậy thì dạ vâng được. Bây giờ không có. Đây có thẻ có vàng không? Đây không phải, đây là thẻ đi xe buýt miễn phí. Đây bác Dương này. Không phải, không phải. Dạ không phải. Trời mưa nó bị đứt rồi. Trời ơi, không có nói sai. Bà đâu. Tên gì thưa bà? Trần Thị Nghị. Bà ở đâu thưa bà? 78 tuổi. Khoan từ từ, đây là bệnh viện Thống Nhất. Đúng rồi. Cái này bị cắt rồi không phải? 84 rồi không phải nó đứt. Cái này bị cắt rồi không phải? Đứt không phải cắt. Chú Tư ơi. Trường hợp này không phát phiếu nhận tiền nhá. Trường hợp này không phát phiếu nhận tiền, không phải. Không có đứt gì hết bà. Bà trường hợp đấy không phải rồi. Trường hợp đấy chú không phát phiếu gì hết nhá. Dạ thưa, vâng được rồi. Dạ, bà cứ nhận cơm giùm con, bà cứ nhận cơm giùm con. Dạ thưa, bà cứ nhận cơm giùm con, tụi con không phát tiền cho bà thôi. Cô có hóa đơn đóng viện phí không cô? Dạ, người nhà tên gì thưa cô? Là... Đây bệnh viện nào đấy? Thưa quý cô bác anh chị, những hình ảnh vừa rồi là các tình nguyện viên và Tuấn Dương đang kiểm tra những người đi xếp hàng lãnh cơm. Vì số tiền không có nhiều nên tình thương cũng cần phải đặt đúng chỗ giúp người khó khăn. Và trong video clip mà các bạn vừa coi thì một người phụ nữ có nhà mặt tiền cho thuê một tháng hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên thì bà vẫn được người chở tới và chen vào cái khu vực người đi nuôi bệnh. Hồ sơ giấy tờ bà đưa ra thì là những giấy tờ đã cũ, bị cắt tên, cắt góc. Và bà vẫn thích nhận cơm từ thiện mặc dù có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định, có nhà mặt tiền cho thuê và có chỗ để ở. Và đây các bạn đang nhìn những cái hình ảnh là bếp cơm phát bánh bao, khi mà hết tiền thì cũng chỉ ưu tiên cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Rồi, 50 cái là xong xuôi hết rồi nha mọi người. Thiếu luôn. Mới đi vô. Rồi, Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những cái buổi phát cơm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở điểm phát cơm, thì hôm nay mình sẽ quay cái góc, hai cái góc. Một cái góc là cô bác biết cái mặt mình, góc thứ hai là cô bác nhìn ở bên kia kìa, thì thấy bên kia kìa, thấy bà con cô bác đang ngồi rất là đông nhá. Thì xin quay một số những hình ảnh trước cái buổi phát cơm để cô bác anh chị chúng ta được biết. Thưa các cô bác anh chị, trời thì có lẽ cũng sắp mưa, thì bây giờ mình quay trước để cô bác anh chị biết hôm nay phát món gì. Đầu tiên là món chả cá sốt với cà chua. Món thứ hai là món cá hú. Rồi cái món thứ ba là món cá nục bông. Cá nục bông chiên. Món thứ tư là món sườn. Món thứ năm là món gà kho với sả ớt. Đó. Món thứ năm là món gà kho với sả ớt. Thì thưa là bữa cơm này để hồi hướng công đức cho ca sĩ Kiều Loan, pháp danh Nguyên Trơn, 80 tuổi, tên thật là bà Nguyễn Hải Triều, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1944 tại Hà Nội, Việt Nam. Và bà mất lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 9 năm 2023 tại San Diego. Thì một người con rể giấu tên, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho mẹ vợ mới mất.
thì bà có gửi tổng cộng là 24 triệu, trong đó phát thức ăn là 20 triệu tặng Tuấn Dương và tình nguyện viên, là mỗi nhóm là 2 triệu. Ngoài ra thì có một cô ẩn danh ở bên Mỹ có tới để phát tiền mặt. Thì cái phát tiền mặt đó là cô không có cho biết tên. Rồi lát xíu nữa thì cô sẽ trực tiếp cô đứng để cô phát tiền. Thì Tuấn Dương sẽ thông tin thêm một chút về cái thông tin của bà cùng với gia đình để cô chú anh chị chúng ta được biết. Thì đây thưa cô bác anh chị, là cái đây đang là cái cáo phó là gia đình vô cùng thương tiếc báo tin thân bằng quyến hữu, cùng thân bằng quyến hữu mợ. Đây Tuấn Dương đọc lại nhé. Cáo phó chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc vợ, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố và chị của chúng tôi là bà Nguyễn Hải Triều, nhũ danh là Đặng Thị Kim Đoan, ca còn gọi là ca sĩ Kiều Loan, pháp danh là Nguyên Trơn, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1944 tại Hà Nội, Việt Nam, và từ trần hồi 7 giờ 42 phút tối ngày 18 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Quý Mão tại Sharp Memorial Hospital, San Diego, California. Linh cữu được quản tại Camino Memory Park, và chương trình tang lễ cũng như là các con cháu trưởng nam trưởng nữ, thứ nam thứ nữ cùng em rồi cháu nội cháu ngoại các thứ là báo tin để các cô chú anh chị được biết. Và cái bữa cơm này đó là gì? Để hồi hướng công đức cho bà, cầu cho hương linh của bà được phiêu diêu nơi đất Phật. Đây thì có rất là nhiều món để cho cô bác lựa chọn. Tuy nhiên thì những người ung thư đó là mình sẽ được nhận trước, mình sẽ được lấy thức ăn trước, ưu tiên. Đó, tiếp theo là tới những người nuôi bệnh. Cái tiêu chí đây các bạn là cơm này đó, dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ Trang mình phát đi, chuẩn bị mưa rồi đấy cô. Dạ dạ. Chú phát đi, chuẩn bị mưa rồi đấy chú. Alo. Hai vợ chồng đi ra sau thì về cuối cái chỗ những người ung thư ngồi đi. Em ra sau em đừng ngồi lên đầu ấy. Hai vợ chồng ra sau thì về cuối chỗ những người ung thư ngồi đi. Mình đừng làm việc phản cảm thế. Đã ưu tiên cho những người ung thư nhưng mà nhiều cô chú họ ung thư họ ra trước mình. Về cuối hàng đứng giúp anh đi. Hai vợ chồng em tới sau thì mình ra sau giúp anh đi nhá. Những người này họ cũng ung thư hết mà họ xếp hàng trước. Rồi mời các cô chú bệnh nhân ung thư mình tiến tới nhận thức ăn. Rồi chú phát phiếu. Rồi mời cô chú dần tiến tới. Hôm nay 100 người đầu tiên, mỗi một người sẽ nhận 100.000 tiền mặt. 150 người tiếp theo, mỗi người sẽ nhận là 50.000. Cô bác đi lên lề dùm. Chú Tư ơi, kêu đi lên lề phát, đứng dưới không phát. Chú khép cái này rồi. Bắt đi lề hết đi chú. Dạ, tiến lên dần đi, mời các cô. Các cô chú vui lòng mở sẵn nắp hộp và mở bao xốp, cầm phiếu ra tay dùm, đi theo thứ tự. Đây, kêu rồi, cô ra đi. Rồi, đưa hai hộp cơm. Đó, 50 đồng. Đưa tặng tay ta lấy luôn.
Rồi đưa phiếu nhận tiền, cô phát đi cô. Cô đứng chỗ đây, mỗi người 100 ngàn. Cô lấy, rồi chú lấy phiếu còn cô phát. Rồi chúc sức khỏe. Cô bác nhớ cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhé. Nhận cơm, nhận thức ăn xong rồi tiến tới đưa phiếu nhận tiền. Đồ ăn tự chọn là có 5 món, cô chú muốn ăn món nào thì ăn. Có cá, có chả cá, có thịt, có sườn, có tôm, có gà. Rồi ăn món nào chỉ món đó. Rồi chúc sức khỏe, mình ung thư gì ấy chị? Ung thư não. Dạ rồi, chúc sức khỏe. Bước tới giúp em. Dạ các cô chú vui lòng xếp hàng đi theo đúng thứ tự dùm nhá. Nhận tiền nhớ cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Ơi cô bên Mỹ về cô không muốn nói tên. Mẹ làm đi cô ơi. Rồi, cứu đâu? Không. Cái phiếu màu xanh được phát đâu? Cái phiếu màu xanh được phát đâu? Rồi đi ra ngoài. Rồi không có phiếu là nhận cơm thôi. Không có phiếu nhận cơm đi ra ngoài giúp em. Rồi mình nhận cơm dùm. Về. Rồi chúc sức khỏe. Cô chú vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp rồi nhận đồ ăn. Sau khi nhận đồ ăn xong thì đưa phiếu để nhận tiền mặt. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Có đồ đựng chưa? Em có đồ đựng không? Rồi về kia xếp hàng đi. Dạ các cô chú ăn món gì thì chỉ món đó nhá. Đồ mặn có 5 món. Mình sẽ nhận canh, chuối, nước suối, bánh mì, cơm, tiền mặt 100 ngàn. 100 người đầu tiên mỗi người sẽ nhận 100 ngàn. Rồi chúc sức khỏe. Bà ơi nhưng mà bà chuẩn bị đồ đựng rồi bà ra xếp hàng thì mới có. Xếp hàng là dưới kia, bà phải chuẩn bị đồ đựng nữa nhá. Rồi chúc sức khỏe. Phải có đồ đựng nữa. Đưa phiếu nhận tiền nhá cô bác ơi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cô bác đưa phiếu nhận tiền nhá. Vui lòng đi theo thứ tự dùm. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cô bác ăn món nào thì chỉ món đó. Đồ ăn mặn là có 5 món. Mình sẽ nhận cơm, bánh mì, chuối, nước suối. Tiền mặt 100 ngàn. Rồi nhận tiền mặt mỗi người 100 ngàn. Rồi, các cô chú vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra dùng nhé. Vui lòng mở sẵn bao xốp ra dùng em. Vui lòng mở sẵn bao xốp ra. Vui lòng mở bao xốp, mở nắp hộp ra dùng em. Rồi, chúc sức khỏe. Những ai được phát phiếu màu xanh là nhận 100 ngàn chú ơi, giờ từ từ đã, cho đi bớt đã. Dạ, dạ. Cô bác chuẩn bị sẵn hai cái hộp. Rồi, cô ở đâu ơi cô? Dạ. Dạ,
Thưa, ở đây tụi con không phục vụ những người bên ngoài, chỉ phục vụ bệnh nhân, người nuôi bệnh. Đâu, hóa đơn đóng viện phí đâu thưa cô? Để xuống kia. Rồi, cô về cô lấy đã. Nhưng mà cô chen vô đây là không được. Không có chen. À, nói chen đang tới xếp 6 giờ mà. 6 giờ? Không phải. Ông cô vừa hỏi xong không có nói sai. Có mọi người chứng nhận. Đâu, không, cô có hóa đơn đâu. Cô cho con coi. Để trong kia. Dạ, vâng, vậy thì. Dạ, vâng, được. Bây giờ không có. Đây không phải, đây là thẻ đi xe buýt miễn phí. Đây, bác Dương này. Không phải, không phải. Dạ, không phải. Trời mưa nó bị đứt rồi. Trời ơi, không có nói sai. Bà tên gì thưa bà? Trần Thị Nghị. Bà ở đâu thưa bà? 78 tuổi. Khoan, từ từ, đây là bệnh viện Thống Nhất. Cái này bị cắt rồi, không phải. Cái này bị cắt rồi, không phải. Chú Tư ơi, trường hợp này không phát phiếu nhận tiền nhá. Trường hợp này không phát phiếu nhận tiền, không phải. Không có đứt gì hết bà. Trường hợp đấy không phải rồi. Trường hợp đấy chú không phát phiếu gì hết nha. Dạ thưa, vâng được rồi. Dạ bà cứ nhận cơm giùm con. Bà cứ nhận cơm giùm con. Dạ thưa bà cứ nhận cơm giùm con. Tụi con không phát tiền cho bà thôi. Cô có hóa đơn đóng viện phí không cô? Dạ người nhà tên gì thưa cô? Là đây bệnh viện nào đấy? Ủa nhưng mà Hùng Vương sao qua đấy? Thôi bây giờ cô cứ lấy cơm với nhá. Chú Tư không phát phiếu, cái này không phát thẻ nhá. Những ai không có phải một con mà chưa kiểm tra kỹ, của con vẫn tặng cơm, nhưng mà tiền của con chỉ giúp cho bệnh nhân người nuôi bệnh thôi. Thì bây giờ em cứ ở đó đi rồi tụi anh tặng bữa cơm với 100 ngàn chứ tiền nhiều bọn anh không có. Ở mỗi buổi này là mấy chục triệu rồi. À các cô chú mình đi theo thứ tự nha. Hôm nay là 250 người tụi con sẽ phát tiền, 100 người đầu tiên đó. Mỗi một người sẽ nhận 100 ngàn. Còn 150 người tiếp theo thì mỗi người nhận 50 ngàn. Cơm ai cũng có. Những trường hợp mà không chứng minh được mình là bệnh nhân hoặc là người nuôi bệnh đó, thì tụi con sẽ mời ra ngoài hoặc là tụi con không có phát phiếu nhận tiền. Chúng ta anh cầm dù không? Dạ đi nhánh cơm phải có đồ đựng đấy chị ơi, phải có đồ đựng giúp em. Rồi. Rồi chờ xíu. Rồi tiếp theo là nhận 50 ngàn một người. À chú Kỳ ơi, có hai người là lẻn do không có phiếu nhá. À, chú nhớ là không có phát tiền lộn nữa. Có hai người trong hàng này sẽ không có phiếu, cô không phát tiền, vẫn phát cơm thôi. Mình có đồ đựng không chú? Rồi ra xuống dưới kia xếp hàng. Xuống dưới kia xếp hàng, đi theo thứ tự. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Nhớ người không có phiếu đó thì cứ phát đồ ăn cho người ta thôi. Không có nhận tiền nhá. Phát đồ ăn thôi, không phát tiền. Có mấy bà mà giấy tờ đấy là hình như của người khác ấy. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe, vô đi em. Rồi, chúc sức khỏe. Cô bác ăn món gì thì chỉ món đó dùm nhá. Ăn món gì thì chỉ món đó dùm. Chuẩn bị bà đội nón trắng này là không có phiếu.
Không phải chen ngang mà chưa biết chính xác là có phải bệnh nhân không, vì mang giấy tờ cũ quá rồi thì không phát tiền. Cô cứ nhận cơm đi, lần sau cô mang hóa đơn đóng viện phí gần nhất. Rồi cô nhận cơm đi, lần sau mang hóa đơn đóng viện phí lần gần nhất ra để con kiểm tra, nếu đúng thì mới tặng tiền. Dạ rồi, cô cứ phát đi để tụi con xử lý cho. Không có phiếu là không phát tiền nhé. Bây giờ đi đến đây ai cũng bệnh rồi thôi, không có phiếu là không nhận tiền. Rồi, cảm ơn chị, chúc sức khỏe, bước tới. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới. Bây giờ tôi nhận cơm thôi nhá. Nhận cơm thôi, để xe đấy, vợ vào kia lấy cơm đi. Rồi, chúc sức khỏe. Em để xe đấy rồi em, à cô để đấy, cô vô trong cô lấy đi. Chứ giờ đây bọn con không xếp hàng theo thứ tự, bọn con không khó phục vụ lắm. Mình nên đến muộn con, từ được 10 giờ mình đến được. Vâng, nhưng mà bây giờ ý là cơm thì cứ vô lấy đi, để xe đấy vô lấy. Dạ dạ. Ý là gia đình là muốn lấy tiền, nhưng mà tiền thì phát theo phiếu rồi. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn, bước tới giúp em. Không, cô có phiếu không? Rồi, phát tới phiếu, rồi, cô cứ phát tiếp 50, không sao. Chú cứ được bỏ rồi. Rồi, cô cứ 50 được, không sao đâu, cô phát đi. Phát 50 thôi, rồi. Cô bỏ dây thun ra, đây đây con. Từ từ chờ xíu. Cô cất cái cọc kia vô trong túi trước đi, em cầm dùm cô đi. Rồi nãy phát cho anh xe lăn nên là đây hụt tiền xíu không sao. Xe lăn không có phiếu mà cô vẫn phát nên là nó hụt tiền. Em bỏ vô trong túi em. Dạ. Từ đây trở đi thì mỗi cô chú là nhận là 50.000 tiền mặt, 150 người. Cơm mặt thì có 5 món, muốn ăn món nào chỉ món đó. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm đã tới giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Nói lớn lên đồ ăn gì? Ăn món nào chỉ món đó là rồi. Cô bác ăn món nào chỉ món đó giùm con. Ăn món nào chỉ món đó các cô chú ơi. Cầm phiếu ra tay đi bà con. Cầm phiếu ra tay giùm em nhá. Ăn món nào chỉ món đó. Ăn món nào chỉ món đó nhá. Nghiên cứu trước đồ ăn đi anh trai. Cầm cơm, phiếu đâu? Cầm lên. Rồi cô bác nghiên cứu trước. Được được, ok. Rồi đứng vô. Em đứng sau cô ấy. Em đứng sau cô, đứng ở trong đi em trai. Em đứng ở sau, đi vòng ra trong. Đứng ở sau. Rồi em đứng đấy. Em phát luôn đi. Bỏ cọc dây thun ra cho lẹ. Em này em xin. Em phát tiền phụ nữa. Rồi. Rồi, có thêm Mạnh Thường Quân nữa. Từ đây trở đi thì mỗi cô chú, anh chị sẽ nhận 100 ngàn nhá. Rồi, nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm em trai. Rồi. Rồi, cảm ơn. Mình sẽ cho người kế tiếp. Mấy anh có lạnh cơm không? À, coi qua bên đây, đứng qua bên đây coi cho rõ này. Dạ, hết mưa rồi. Rồi, có thêm nhà hảo tâm tới nha. Mỗi người sẽ nhận 100 ngàn tiền mặt. Mỗi người sẽ nhận 100 ngàn tiền mặt nha.
lấy cho ông này, cho ông vô đi vậy. Rồi vô đi cô. Phát phiếu chưa? Phát phiếu cho cô chưa? Chưa có phiếu đúng không? Rồi, để xin cho cái phiếu. Chú Tư ơi, chú Tư còn phiếu không chú Tư? Cho con một cái phiếu, cho con một. Rồi, chưa ai phát phiếu của mình đúng không? Rồi, lên nhận 100.000 nhá. Dạ thưa cô, cứ về cuối hàng xếp hàng. Cô nói chuyện với chú. Dạ bây giờ con không có xin cơm. Không, bây giờ con đang làm việc không nói chuyện được. Khi nào con hay khi nào con rảnh thì mới làm việc được. À, những cô chú mà không mặc áo vàng, không đeo thẻ ra, tụi con sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Em gái có hóa đơn đóng viện phí không? Đâu, cho anh coi. Rồi em cứ mở ra, em mở ra chuẩn bị sẵn ra. Bên đây có cần hóa đơn không? Để em vô lấy. Chắc chắn là phải cần rồi. Để em lấy. Người nhà tên gì đấy em? Ờ rồi. Ok. Không. Không có hóa đơn đóng viện phí mà anh không có phục vụ. Là đứng ở trong này này. Còn cái hàng này là bệnh nhân người nuôi bệnh. Cô cầm ra tay, mình không hóa đơn đóng viện phí thì rồi bữa khác lại lấy cơm. Để em giờ lấy. Ờ rồi, lẹ lên. Dạ được, hoặc biên lai đóng tiền thì được. Đóng tiền á. Vì tụi con kiểm tra thì không. Ủa cái này đâu phải đâu. Cái đấy không phải. Không. Bọn em không phục vụ bên ngoài đâu anh trai ơi. Ờ. Người nhà tên gì em? Ừ ok. Không. Có hóa đơn đóng viện phí. Bây giờ vì bọn em còn phát cơm, phát cả tiền nữa nên được em kiểm tra kỹ, không có bên ngoài họ vô họ lấy nhiều lắm, bây giờ không có đủ. Rồi, đúng rồi. Sau có hóa đơn đóng viện phí mang theo. Vì thưa anh là như này này, bình thường là người ta sẽ tới rất là đông, những người bên ngoài chạy xe ôm bán vé số rồi. Em biết rồi, nhưng mà giống như cái đó nó không mạnh bằng cái là hóa đơn đóng viện phí. Có ngày mai mang theo nhá, không có tụi em không cho đâu. Chứ bình thường là cái người bên ngoài ấy, giang hồ nó đông hơn là người nuôi bệnh. Đây, khúc này. Được. Vô đi. Dạ các cô chú vui lòng mở sẵn nắp hộp ra dùm đi ạ. Mở sẵn nắp hộp ra dùm. Rồi mở bao xốp ra nhá. Mở bao xốp ra để nhận thức ăn. Mình sẽ nhận là canh, chuối, nước suối, bánh mì. Lát hết bánh mì bếp cơm có chuẩn bị thêm bánh bao, phát bánh bao. Hai bà nhắc cho những người đi lánh phải mở sẵn cái nắp hộp ra. Rồi bây giờ ai không làm theo thì lên trên không phát tiền. Dạ cô chú mở sẵn ra dùm tụi con cho lẹ. Ở đây những tình nguyện viên tới là để phục vụ mình, hướng dẫn giúp đỡ mình, mà mình không nghe theo thì mình sẽ gặp khó khăn khi lên lánh, không có làm kịp. Cơm gà kho.
đổi món liên tục. Rồi, nhận tiền, cảm ơn nhà hảo tâm. Rồi, chúc sức khỏe. Mỗi người sẽ nhận 100 ngàn nhá. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó. Lấy thức ăn xong thì nhận tiền. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới. Rồi, cầm lên, nhận tiền nha. Cất cái nắp này đi anh, mang qua bên kia ấy, sắp xếp, mang bên kia ấy đây, qua bên đường ấy đây, nó rớt. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới đi. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Không, người đó không có phiếu, không có phiếu, chen vô không phát. Đó, chen vô mình phát cho người khác, người ta cũng lại chen vô nữa, nó không có thứ tự. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới. Nhận tiền em gái. Nhận đủ 100 ngàn, chúc sức khỏe. Chồng hai cái lên. Nè, chồng này lên. Rồi. Để cái tay kia nhận tiền. Rồi, vô đi em. Chúc sức khỏe nhá, cảm ơn. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Rồi, cô bác lánh cơm, lánh tiền. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Ba nhận tiền thứ ba. Rồi, chúc sức khỏe. Nhận tiền. Mua hũ ở cổng bệnh viện, cổng nhà thương. Mà phải đúng bệnh nhân mới mua chứ. Có hóa đơn, đóng viện phí. Tụi em mới giúp, còn giúp bên ngoài không có đủ tiền. Đây, chồng hai cái lên. Nè, rồi. Rồi, chúc sức khỏe. Qua đi, qua đi. Rồi, chúc sức khỏe. Không, 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 xếp hàng đi ông nội ơi. Ta theo thứ tự, không có xin tiền ngang kiểu vậy. Không có. 10 ngàn gì giờ xếp hàng hết. Chúc sức khỏe, bước tới. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới dùm. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Ủa, hôm nay đi một mình à? Con đưa phiếu, trả phiếu cho ông. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bước tới. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, mang qua bên đường sắp xếp dùm các anh chị ơi. Nhận đủ 100 ngàn nhé. Dạ vâng, hết rồi thôi ạ. Bếp cơm chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Những anh chị cô chú còn buôn bán vé số, nhận ve chai được thì bếp cơm không có phát. Vui lòng đừng có xếp hàng.
còn làm được đi ra ngoài giúp em. Rồi xin lỗi, là cô có nuôi bệnh không? Đi ra ngoài giúp con. Chú có nuôi bệnh không? Đi ra ngoài giúp con. Không hóa đơn đóng viện phí, không ấy mà con không giúp được. Đại ca đi ra ngoài giúp em. Em có đi nuôi bệnh không? Dạ bếp cơm rồi con thông báo rồi, chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Các cô chú còn lượm ve chai bán vé số ở ngoài ấy, mình còn làm được tiền, mình đừng đứng vô đây để lấy thức ăn của người bệnh. Tụi con kinh phí có hạn, chỉ giúp bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Anh có hóa đơn đóng viện phí không thưa anh? Dạ thưa anh, có hóa đơn đóng viện phí không ạ? Có, nhưng mà để trong phòng á. Để trong phòng thì anh về anh lấy đi. Tức là nếu như anh mặc áo vàng này, anh đeo thẻ thì tụi em biết. Bệnh nhân là sao chú? Bệnh nhân mà được bệnh sở. Chú có mặc áo vàng, có đeo thẻ không? Không. Bệnh nhân đang điều trị. Bệnh nhân thì hóa đơn đóng viện phí đâu. Rồi chú đứng về cuối hàng đi, em gửi kiểm tra. Rồi ra khỏi hàng giúp em. Tụi em chỉ phục vụ bệnh nhân, chỉ có không ạ? Hóa đơn đóng viện phí. Có, chị xã chị. Xã chị thì có phiếu xã chị ung thư đâu ạ? Rồi không có, đi ra ngoài chị. Rồi, không áo trắng, áo xanh hết, đi ra ngoài giúp em. Chị đi ra ngoài giúp em. Đâu, hóa đơn đóng viện phí đâu cô. Rồi không có, đi ra ngoài giúp con. Lần sau cô lấy. Không, vâng, lần, vâng. Cô chạy vô cô lấy. Rồi. Cô có hóa đơn đóng viện phí không cô? Hai chị em nuôi từ sáng giờ đã đóng mới lên, hồi tối bị rắn cắn rồi mới lên. Dạ. Người nhà tên gì đấy chị? Hai vợ chồng gì? Đi chung nhau đi, đứng chung nhau đi. Rồi mấy người không phải bệnh nhân, không phải đi ra ngoài đi đại ca. Lãnh đạo còn lượm ve chai được, đi ra ngoài đi. Không xếp hàng giúp em. Không, đi ra ngoài. Đi ra ngoài dùm. Đi ra ngoài dùm. Không phải bệnh nhân ung thư, không đi nuôi bệnh thì không xếp hàng. Dạ, tức là con sẽ kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Tụi con không có giúp những người bên ngoài. Chú Thanh ơi, mấy cái người đó không cho vô nhé. Không, cô mặc áo vàng đi là được rồi. Chú này cũng quên không mặc áo vàng, một con nào không nè. Rồi sau nhớ mang theo nhé, hôm bữa em mời ra ngoài đấy. Dạ các cô chú mà mặc dù có đi nuôi bệnh mà mình không chứng minh mình là có hóa đơn đóng viện phí, không phải là người bệnh thì cũng đừng xếp hàng. Tụi con sẽ không phục vụ đâu. Tụi con chỉ giúp những người ung thư và người nuôi bệnh mà chứng minh mình là người bệnh thôi. Dạ hai ông bà là lớn tuổi rồi nhưng mà hai ông bà không có giới thiệu cho những người khác tới nhá. Vì ông bà mất sức lao động ở đây, bọn con đã thông báo rồi là chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Nhưng ông bà không được kêu những người bạn bè tới rồi anh em con cháu tới lấy là không được. Tụi con chỉ phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Dạ bếp cơm là chỉ phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Những cô chú mà không phải bệnh nhân và người nuôi bệnh là bếp cơm để từ chối phục vụ. Thôi để cho mấy người phía sau. Rồi. Từ từ đã có. Trả phiếu. Ủa sao người ta lại phát tiền trước à? Rồi. Dạ. Rồi trả phiếu tụi em nhá. Mỗi người một phần. Không, hết phiếu rồi. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Ủa bé đấy nó đâu có nuôi bệnh đâu ta. Đã cho em 50 là mà rồi, có bác nữa rồi, anh ơi xếp hàng vô, lại làm đi.
xếp hàng chị ơi, ngắn gọn đừng có hỏi nữa. Dạ chị ơi, không phải cơm chay, đây cơm mặn. Dạ, đây phát cơm mặn. 410 hỏi rồi cũng không trả lời không, cũng mệt đó chị ơi. Mẹ làng chồng lên đó chị ơi, đừng có đây. Nè, cửa hàng. Bước tới chồng lên qua đường cấp phép. Có người khác cảnh nữa. Bà không phải là người nuôi bệnh. Bữa nay bà tới nha, bữa sau không có lại, ở nhà để con cháu lo dùm. Còn bây giờ ở đây tụi con chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Mình có nhà Sài Gòn, con cái kêu nó nuôi. Chứ giờ cứ đi lấy này của người bệnh tụi con phát không có đủ. Cô, ra ngoài dùm đi. Thôi rồi, đốt bữa này nhá. Sắn nắp hộp ra dùm, mở bao xốp ra dùm nhá. Bếp cơm thông báo lại là chỉ giúp những người bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Cô chú chủ động, mình không phải bệnh nhân ung thư, không phải người nuôi bệnh, đừng xếp hàng. Để nhường cho những người khó khăn thực sự. Không phát tiền cái người kia là họ mấy người đây họ nuôi bệnh là bệnh. Rồi. Dạ hết bánh mì rồi con sẽ phát bánh bao nhá cho cô chú. Hết bánh mì bếp cơm sẽ phát bánh bao cho các cô chú, còn chuối này còn bánh bao này. À, hôm nay là có khoảng mười mấy hai chục người bên ngoài là giang hồ vô lộn xộn lắm. Chú kệ ta đi chứ giờ chú thương sao hoài, nó kéo nguyên băng tới. Thực tế mà nói là mình cũng rất là thương các cô chú đây, nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh mình nói ra thì nó cũng kỳ lắm. Giờ con cái thì nghiện hút, mẹ thì không dạy, giờ cứ đi để lo cấp dưỡng cho con. Mở sẵn nắp hộp ra giùm em. Đấy, bò sẵn đi. Dạ cô bác mở sẵn nắp hộp ra giùm. Anh ơi phát hai mỗi người hai cái bánh bao đi. Rồi phát mỗi người hai cái đi. Phát hết cho ta đi. Rồi phát hết cho ta mỗi người hai cái đi. Rồi hết bánh mì bếp cơm sẽ phát mỗi người hai bánh bao nhá. Ai cảm thấy ăn không hết thì lấy một cái thôi dùm. Bà lấy cho trà áo xanh bánh bao kìa.
áo xanh đứng bên đường ấy. Bộ cái nón. Rồi cảm ơn bà. Rồi mỗi người đi nuôi bệnh nhận thêm 2 cái bánh bao này nhá. Đội nón đi. Đội nón đứng gốc cây đeo đồng hồ. Đội nón đứng gốc cây đeo đồng hồ. Mỗi người một phần giúp em. Rồi, tặng thêm 2 bánh bao cho các cô chú ra sau nhá. Bỏ cái nắp chụp tập lên. Rồi những cô chú ra sau bếp cơm tặng thêm 2 bánh bao, một phần ăn nữa. Rồi cái em trai phát tiền em ấy cũng không có nói tên nhé, ẩn danh luôn. Mấy chị bán vé số thì mình còn kiếm ăn được. Để dành cho bệnh nhân, người nuôi bệnh. Dạ mở sẵn nắp hộp ra dùm con các bà ơi. Lấy cơm, lấy đồ ăn. Rồi hết bánh mì, nước suối thì phát mỗi người 2 cái bánh bao nữa. Đi theo nhận cơm đi thưa cô. Rồi nhận 2 bánh bao nhận cơm rồi ăn không hết đâu chị. Mình xin để dành cũng không có để được. Rồi bước tới giúp em. Mang qua đường sắp xếp giúp em anh chị ơi. Rồi vô đồ ăn không anh ơi. Trong lên thì qua đường sắp xếp. Phải có đồ đựng rồi, không có đi ra ngoài đi em. Lấy bánh bao rồi. Em xin ra ngoài kia xếp hàng. Ra ngoài xếp hàng. Bệnh, bị bệnh. Phát mỗi người trái chuối. Đây bà cho bà kia bánh bao đi. À có rồi, bà có rồi. Dạ bà ra kìa. Bà kêu bà kìa. Rồi lấy cơm được. Có rồi. Rồi là cho mấy người ra sau kìa. Rồi mỗi người cái đi. Hết rồi, hết cơm rồi. Hết đồ ăn rồi. Rồi cho bánh bao đi, Mình đâu, mình còn làm được. Đi ra ngoài đi cô. Rồi. Dạ, tụi con đã thông báo rồi. Những cô chú bên ngoài mình có gia đình, có nhà ở Sài Gòn. Còn đi làm được thì đừng ra lấy cơm làm khó tụi con. Tụi con chỉ giúp bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ về các buổi phát cơm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, bây giờ đang là 9 giờ và 37 phút ngày 24 tháng 10 năm 2023. Thì Tuấn Dương đang có mặt ở khu vực cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Và các cô chú anh chị có thể thấy đang có khá nhiều bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh tới để xếp hàng chuẩn bị chờ để được nhận những cái phần thức ăn. Thì trước đây đó là bếp cơm ngoài cái việc mà phát cơm cho bệnh nhân và người nuôi bệnh thì cũng có phát cho một số những cái người ở bên ngoài, đó là các ông bà cô chú lớn tuổi, rồi một số những cái người mà cứ xếp hàng để
nhận thức ăn. Ví dụ như là những cái người lượm ve chai, bán vé số, rồi những cái người chạy xe ôm, rồi một số những cái người cơ hội cũng có luôn. Đó là theo cái nguyên tắc thì người ta cứ xếp hàng thì sẽ được nhận. Người ta cứ xếp hàng thì mình sẽ phát thôi. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ bếp cơm có tổ chức lại là chỉ tặng cơm cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Mình cũng không có tặng cho những cái người ở bên ngoài. Không có tặng cho những người bên ngoài. Tuy nhiên thì hiện nay đang có 3 hoặc 4 người là các ông bà già. Cái độ tuổi là từ khoảng 65 cho tới 70 tuổi, mất sức lao động. Thì có mấy ông bà cô chú đó là có trình bày với chỗ chú Tư. Và xin được đi lãnh cơm mỗi ngày. Thì Tuấn Dương cũng có kiểm tra và thấy là đúng cái sự việc như vậy. Thứ nhất là mấy người này là già lớn tuổi rồi thì cũng không biết là có phải là vì con cháu ngược đãi hay không mà đến cái thời điểm này vẫn còn phải đi xin ăn từng bữa. Cũng có những cô thì cô ấy đi lượm ve chai, vừa lượm ve chai và vừa xin cơm từ thiện. Thì các bạn thấy là bà con đã xếp hàng ở đây là 4 hàng rồi, rất là ngăn nắp trật tự. Còn cái khu vực hành lang bên này này, sát với phía bên nhà trẻ đó các bạn, thì những ngày này là không có, gần như là không có người xếp hàng nữa. Tụi mình cũng đã nhắc nhở bà con là cô bác ở bên ngoài không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh thì không có xếp hàng. Thì giờ cô chú anh chị thấy là cái phía bên này nó đang rất là trống. Mà một cái lý do là tại sao mà không có để cho những cái người ở bên ngoài xếp hàng đó các bạn. Thì đây này, chỗ cổng bệnh viện người ta có ghi cái chữ rất là lớn là cô chú đừng hút thuốc nhé. Cái chỗ này đó các bạn, bên trong là môi trường giáo dục, là các cháu nhỏ. Nhưng mà đây bên ngoài đây này vẫn có những chú ngồi hút thuốc lá. Thở ra như là một cái bếp lò. Người ta ngồi bên ngoài. Thì trước đây là những cái người bên ngoài mà tụi mình quen gọi là giang hồ đó, là rất là nhiều. Nói chung những người hút thuốc lá ở cái môi trường có học sinh, có các cháu nhỏ, nhả cái khói ra là các cháu nó không có ngửi được. Thì bên nhà trẻ cũng có ý kiến với cả bên chính quyền địa phương. Rồi sau đó rồi cũng có nhờ tụi mình, và tụi mình thôi thì cũng dẹp luôn, không có phát cho bên ngoài. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cũng vẫn còn lảng vảng những cái người họ ngồi ở phía đằng kia kìa, để họ chờ cái cơ hội là bếp cơm mà sao nhãng, không có người quản lý, giám sát, điều hành, hoặc là không có người nhắc nhở đó, thì họ sẽ nhào vô. Tuy nhiên thì những người này Tuấn Dương đã ghi hình lại rồi, nên là khi mình phát là mình sẽ biết. Đây cô chú anh chị nhìn này, bà con đang xếp hàng rất rất là đông luôn. Thì bên đây chú Thanh là chú đang nhắc cho những cái người đi lãnh cơm là phải có, thứ nhất là phải là người bệnh nhân ung thư. Thì bệnh nhân ung thư làm thế nào để biết? Nếu như nhìn bằng mắt thường ấy, thì nữ, nếu mà ung thư ngực, ung thư vú là cắt một hoặc hai bên. Rồi nam ấy, thì có nhiều trường hợp là họ xạ trị nên cái da là nó bị bong rồi. Bị bong cái lớp da ở do xạ trị bằng máy, rồi bằng hóa chất nó nóng. Rồi tiếp theo thì một số người họ bị cắt cái thực quản ung thư vòm họng mà. Họ sẽ
họ bị ung thư cái vòm họng thì họ cũng phải che cái khẩu trang ở trước cổ và thường là sẽ không có nói được. Rồi một số người thì các bạn nhìn thấy đây này, đang ngồi trên những cái chiếc xe lăn là những người ung thư mà bệnh nặng đó, không có thể tự đi được. Còn ngoài ra còn một số những người bệnh nặng nữa là không thể ra ngoài được. Ví dụ như vừa ung thư mà lại gãy cái chân chẳng hạn, hoặc gãy cái tay thì sẽ chỉ có ngồi tại chỗ thôi chứ không có đi đâu được. Đây, cô chú anh chị thấy bây giờ tụi mình còn chờ bên giao đồ, giao bánh, rồi giao sữa tới rồi mới phát. Thì ngày hôm nay đó là cái bữa cơm này của một người ẩn danh ở bên Úc, có nhờ một anh ở bên Gò Vấp, có hai anh em mình gặp nhau ở Dinh Thống Nhất, rồi anh có trao cho mình cái số tiền là 38.700.000+ đó. Thì gia đình có nói là tặng khoảng 300 suất ăn thôi. Thì mình có làm 300 suất ăn nhưng mà rất là chất lượng. Rồi sẽ tặng thêm là 300 cái phần tiền nữa. Thì 10 giờ là sẽ bắt đầu phát nha các bạn. Bây giờ là chưa tới giờ. Đây bây giờ mới là 9 giờ và 44 phút thôi. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2023. Bây giờ thì cơm cũng đã làm còn 1-2 món nữa. Rồi sữa thì đã chuyển tới rồi. Sữa đây đang ướp lạnh này. Rồi bánh mì. Rồi bánh bao thì đang hấp. Đây mình sẽ quay kỹ từng món. Đầu tiên đây là cái món sữa bắp. Sữa bắp này đã ướp lạnh rồi, cho bà con cô bác mình uống rất là ngon. Món sữa bắp là món thứ nhất. Món thứ hai đó các bạn là món bánh mì bơ sữa. Bánh mì bơ sữa của hãng Kinh Đô. Cái món tiếp theo là món nước suối. Rồi món chuối. Rồi đây là món canh. Rồi đây là món bánh bao. Thì bánh bao cũng đã đang hấp này. Hấp xong cái thì sẽ bỏ vô trong từng các cái hộp này. Và bánh bao cũng vẫn còn nóng nha các bạn. Bánh bao hấp. Đó. Đó. Bánh bao hấp. Thì và đùi gà nữa thì cũng đang chiên nha các bạn. Đây đang chiên đùi gà này. Đùi gà chiên vẫn còn nóng. Nóng hổi luôn nha các bạn. Ở đây thì bếp cơm của cô Tư làm cũng rất là nhiều món ăn. Cái món này là món tim xào với đậu que này. Món này là món thịt kho tiêu này. Bò xào với cải xanh này. Tép ram này. Xíu mại với đậu hũ này. Rồi cá nục kho cà này. Cá rô này. Cá mấy loại cá, cá nóc. Rồi mấy loại cá. Rồi thịt kho măng. Rồi bên này là gà xào xả ớt. Sườn ram mặn. Rồi bên này là thịt heo quay. Rồi kia là sườn sườn ram này, bán cơm tấm sườn đó, và bán cái đó. Đây bánh bao này vẫn đang còn ấm và nóng nha các bạn. Thì sau khi mà hấp cho nó chín rồi đó, nó nở ra đó thì sẽ nóng. Đôi khi tay cái này phải đeo cái bao tay cách nhiệt thì may ra. Đó. Bánh bao thì đang hấp. Rồi đây các bạn, đồ ăn thì ngày hôm nay đó, theo như mình quan sát đó, đầu tiên là món cá nục sốt với cà chua. Món thứ hai là món tôm càng kho tàu. Cái này người ta gọi là tôm càng kho tàu thì không biết là có phải kho kiểu Trung Quốc hay không. Rồi món thứ ba là món thịt kho tiêu. Món thứ tư là món đùi gà chiên vẫn còn nóng nhá.
Món thứ năm là món thịt kho với củ cải. Và trong mấy cái món này đó thì mình khoái ăn cái món thịt kho củ cải. Nó vừa có rau củ quả và nó lại vừa có thịt. Chứ còn nếu chỉ ăn thịt không thì ngán, cá cũng ngon. Cá cũng ngon và thịt cũng rất ngon nha các bạn. Đây cái tiêu chí để mà phát thức ăn đây các bạn, là cơm này dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Và thịt ngon rất nhiều nha các bạn. Đồ ăn thì phải nói là ngon đến siêu ngon luôn. Ở khu vực này thì khi mà cứ có công an hay trật tự đô thị đi là các xe này là họ bỏ chạy, tháo chạy luôn. Đây, chuẩn bị giờ trình bày cho thêm trái cây, rồi hành. Đây, các cô bác bệnh nhân đã ra ngồi đợi chờ rồi. Đây, Tuấn Dương sẽ quay cái cảnh quan để cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Đây cô bác thì ngồi là bốn hàng. Đó, bốn hàng thì cái hàng thứ nhất là những người bệnh nhân ung thư, rồi các cái hàng thứ hai, thứ ba là những người mặc áo vàng có đeo thẻ, rồi cái hàng thứ tư là những người không mặc áo vàng cũng không đeo thẻ thì phải có hóa đơn đóng viện phí. Hàng thứ tư là các cô chú phải có hóa đơn đóng viện phí. Cô bác cầm sẵn ra tay, tụi con sẽ cho tình nguyện viên đi kiểm tra một lượt. Hàng thứ tư mà không mặc áo vàng, không đeo thẻ, không phải là bệnh nhân đó, cô bác cầm hóa đơn đóng viện phí ra tay. Rồi cô bác nghe rõ đi ạ. Những ai không mặc áo vàng, không đeo thẻ đi nuôi bệnh, không phải bệnh nhân ung thư thì cầm hóa đơn ra tay để tụi con kiểm tra hóa đơn ngày gần nhất. Bếp cơm này chỉ phục vụ cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh, không có phát ra bên ngoài. Nên là những ai mà nếu mặc dù có đi nuôi bệnh mà không chứng minh được mình là người nuôi bệnh, tụi con cũng sẽ không phục vụ. Chỉ phục vụ cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Mấy cô chú cầm hóa đơn đóng viện phí ra tay giúp con đi ạ. Cái bữa nay chưa hoa tỷ chưa đáng lấy mấy cái giấy đăng tiền. Đâu chú cho con coi. Hóa đơn ấy. Thấy là bạn tính bạn nằm ở trên kia trên phòng. Chú cho con coi cái gần nhất ấy. Gần đám đây là cái hoa tỷ giờ là có 20 giờ rồi. Rồi chú cho cái coi cái gần nhất. Đem tiền để. Cái giấy đó nó mờ rồi, thôi lấy cái phiếu tạm ứng này, coi là từ ngày nào ấy chú. Dạ thưa, người nhà tên gì chú? Nguyễn Thị Kim Lạc. Rồi chú ngồi. Rồi cô chú cứ cầm ra tay giúp con đi ạ. Dạ người nhà tên gì thưa cô? Mổ u não. Dạ rồi. Ủa 24 tháng 10 mới mổ hay sao? À mới mổ hôm nay ấy nhỉ? Dạ vâng. Dạ. À bếp cơm thông báo là chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Những cô chú mà đi nuôi bệnh mà mình không chứng minh được mình là người nuôi bệnh thì bếp cơm cũng mời ra ngoài. Tụi con ở đây chỉ phát cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Em gái. Nhưng mà rồi em đi nhận có mang theo đồ đựng không? Ok. Dạ rồi. Tại vì em đang sáng nãy là bao nhập viện để mổ nhưng mà ok. Được. Dạ rồi. Dạ rồi. Tất cả đều phải có giấy. Cô giấy đâu cô? Dạ. Dạ rồi. Rồi đồ đựng cô đâu? Người nhà tên gì em? Rồi ok. Cô làm gì? Sao chắc lấy điện thoại ra để hình ngực
Cứ lấy cái hóa đơn nóng gần nhất. Ừ. Ừ, được, được. Cũng được, chụp cũng được. Cô để đâu được, cô phải ngồi trong này. Ngày hôm nay là 300 người, ai ai mà được phát phiếu đó là cũng sẽ có tiền nhá. Mỗi một người đều được có tiền. 300 người, vừa thức ăn và vừa tiền mặt. Có một người ẩn danh ở Úc gửi tặng. Bà lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn dành cái tiền tiết kiệm ra để giúp các cô chú. Các cô chú, anh chị, ông bà mình đi nhận cơm ấy, nhớ cảm ơn dùm. Tiền đây là của cá nhân bỏ ra. Cô chú thử nghĩ giống như mình bỏ ra cái số tiền là 40 triệu mình giúp cho một bữa ăn này, vừa phát cơm vừa phát tiền. Ở đây mấy ai làm được cái việc như vậy. Mà đây những ông bà già về hưu rồi, lớn tuổi, bỏ tiền ra để giúp mình. Mình nhớ cảm ơn dùm con nhé. Phát rồi, hay chờ, bọn nó đi chưa? Dạ, dạ, vâng, vâng, dạ, dạ, dạ. Đầu tiên các cô chú mình đứng dậy, nhưng mà đứng lên lề, không có đi dưới đường giúp con, đứng lên lề hết đi ạ. Sẽ có người phát phiếu, đứng lên lề đi cô. Lên lề là đâu ạ? Cô bác cầm những giấy tờ chứng minh mình là bệnh nhân ung thư ra, có tình nguyện viên sẽ đi kiểm tra một lượt, sau đó sẽ phát phiếu để mình đi nhận thức ăn và nhận tiền. Con lên con lấy tiền rồi nhá. Đây thì thưa các bạn là tiền đây đã cầm, mình đã đổi ra đây là 15 triệu này. Thì nói chung là cái 15 triệu này ấy, sẽ bỏ vô túi rồi sẽ lấy từng cọc ra phát. Chứ có nhiều người bảo ủa sao lại tiền bỏ vô trong túi rồi bỏ vô có bỏ ra hết không. Chú ơi, chuẩn bị đủ 300 phiếu rồi đúng không? Rồi ok, dạ. Rồi chú phát phiếu. Hai bà nghe con hướng dẫn này. Hai bà nhìn thấy mọi người kêu họ phải mở hai cái nắp hộp ra, cầm hai hộp ra tay. Bây giờ ai lì đó, ai lì bà nói con mời họ ra ngoài ngay và luôn. Còn lên trên này lọng cọng nó bị dồn, mình làm không kịp. Khi mà không có cầm sẵn hai hộp ra tay thì mình không phát. Nhớ có động tác để kiểm tra dùm con đã. Ai mà không làm theo thì mình không phát nữa. Bây giờ rồi, chỗ đây đứng lại nhé, chỗ đây đứng lại xíu. Bà ấy, bây giờ như này này, không cầm cái hộp ra bà không phát cái đồ chuối với nước suối nữa. Vậy là họ phải làm thôi. Để lên trên này nó không bị dồn. Ai không nghe theo thì sẽ mời ra ngoài. Từ từ để lấy tiền. Rồi, gửi biếu chú. Chúc sức khỏe. Đồ ăn là có 5 món nha. Cô bác ăn món nào thì lựa món đó. Chúc sức khỏe. Đưa phiếu nhận tiền. Chúc sức khỏe. Rồi tới đi. Rồi biểu cô, chúc sức khỏe. Rồi đưa phiếu đây em trai. Rồi ăn gà kìa, rồi chúc sức khỏe. Được, bỏ phiếu rồi, bỏ phiếu rồi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cầm đồ ăn lên. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe.
Chúc cô sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi hai mẹ con, rồi con nhận tiền thay mẹ đi. Rồi chúc sức khỏe nhá, cảm ơn. Nói lớn lên để ta múc khỏi lộn đồ mà con ơi. Đang nóng về mình kêu lên để ta múc con khỏi lộn đồ. Rồi lấy tiền kìa. Chúc sức khỏe. Bà ơi cho người khác ảnh nữa. Chúc sức khỏe. Rồi đưa phiếu đây. Cầm cơm. Cầm đồ ăn ở đây để làm trong khách ảnh nữa. Cầm lên. Rồi lại lấy tiền đi. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Rồi đây rồi. Chúc sức khỏe. Đây những người bệnh nhân ung thư, họ cũng nhận tiền. Chúc sức khỏe, cảm ơn chú. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Dạ, chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. 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 Rồi xin cảm ơn. Để khỏi lộn đồ ăn. Lấy luôn. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Rồi phiếu đây. Rồi cầm ăn lên nhận thêm. Rồi chỉ đồ ăn luôn anh trai để làm đi. Rồi chú ơi đưa phiếu nhận tiền. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Qua đường sắp xếp dùm. Ăn món gì chỉ có bác ơi. Rồi chúc sức khỏe. Mình tới đây là phải chuẩn bị trước. Trời ơi. Rồi chú Kỳ ơi, rồi trường hợp bỏ ra phiếu đấy không phát tiền. Rồi không phát tiền cho anh vì anh quên anh không bỏ hộp, cho lần sau anh nhớ. Rồi chúc sức khỏe. Chẳng ai hộp ra tay mà con. Hộp cơm một đoạn. Rồi chỉ đồ ăn luôn để làm đi. Dạ chúc sức khỏe. Rồi biếu chú. Rồi biếu đây, rồi chỉ đồ ăn luôn anh ơi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi ăn món gì chỉ món đó. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi gửi biếu cô. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rồi biếu chú, chúc sức khỏe. Hôm nay nhận nhiều đồ ăn lắm, cơm, sữa, bắp, rồi bánh bao, bánh mì. Rồi chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Để làm cho người giác ảnh nữa bà ơi. Ai ai chèn rồi. Chú Kỳ phát tiếp đi chú. Rồi từ 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 từ. Cô bác cầm sẵn phiếu ra tay dùm con nhá. Bà chờ cho ta đi đã, đi bớt đã. Cô bác lấy hộp ra đã, lấy hộp, khi nào lấy hộp ra lấy chuối lấy ấy rồi mới đi. Rồi mở hộp ra chưa, lấy chuối lấy nước suối chưa. Cô bác mở sẵn nắp hộp cầm phiếu ra tay dùm con nhá, mở sẵn nắp hộp ra dùm đi ạ. Chú ơi chờ cho đi bớt ra đi chú. Rồi những người mà chen vô thì cô bác không có cho họ vô hàng lấy nhá.
Những ai mà không có chuẩn bị hộp, không có mở sẵn nắp hộp lên đến kia thì tụi con cũng sẽ không có phát tiền. Nếu không làm theo hướng dẫn lên đấy để dồn ứ, tụi con không phát nữa. Cô bác đi lên trên mà mình không mở nắp hộp ra đó để lấy cơm bị lâu á, là tụi con sẽ nhắc nhở bằng cách là không có tặng tiền nữa, để cô chú nhớ. Khi lên đến cái bàn lãnh cơm mà cô chú không mở nắp hộp sẵn ra đó để mọi người đằng sau phải chờ lâu, là tụi con xin phép là không có tặng tiền cho những người mà không mở nắp hộp ra nhá. Tụi con nhắc rồi, đi nhận cơm là phải chuẩn bị đồ đựng, chuẩn bị bao xốp. Và bếp cơm này chỉ phục vụ cho bệnh nhân, người nuôi bệnh. Đại ca, không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, đi ra ngoài đi. Không có nói gì hết, bọn em đã nói rồi, không phát cho bệnh nhân, chỉ phát. Đại ca đi ra ngoài đi. Không. Không không, đi về luôn. Đi về luôn. Ở đây chỉ phát cho bệnh nhân, người nuôi bệnh thôi. Cứ ngồi đứng đấy đợi chị. Bỏ cái nắp xuống chỗ đi chú. Bỏ cái nắp tới đi, ra ngoài sắp xếp lại. Lấy hai cái bo ra. Những ai lên đến trên bàn lãnh cơm rồi mà chưa mở nắp hộp ra đó, là bếp cơm sẽ thâu lại phiếu, không phát tiền nữa, để cho các cô chú nhớ, vì tụi con đã nhắc rất nhiều lần rồi. Đây, chú Kỳ phát hết số tiền đấy ra ngoài, mình sẽ phát tiếp. Rồi, chúc sức khỏe. Cô bác lựa đồ ăn nhá, đồ ăn muốn ăn món nào chỉ món đó. Ai đi tới cái bàn múc cơm mà không mở nắp hộp ra đó, bếp cơm sẽ không phát tiền mặt nữa. Chỉ nhận cơm thôi, để nhắc nhở cho các cô chú nhớ dùm con. Cô bác cứ ở trong nó đi, đồ ăn phát nhiều lắm. Cơm, bánh mì, bánh bao, nước suối, sữa, tiền mặt không thiếu. Đây là tiền của một bà ẩn danh ở bên Úc gửi tặng cá nhân, tiết kiệm để giúp đỡ cô bác. Mình đi mua thức ăn mình cũng phải cảm ơn, mình nhận đồ từ thiện mình cũng nên cảm ơn dùm nhá. Vâng, dạ rồi. Rồi đây lẹ làng đi, thứ không? Rồi, con nhìn tả. Rồi, nhìn tả. Rồi, chúc sức khỏe, bước tới dùm con. Rồi, bỏ phiếu nữa đây, trai. Rồi, nhìn tả. Rồi, bỏ phiếu đâu? Rồi, nhìn tả. Rồi, đây, bỏ phiếu đây, cầm đồ ăn nhé anh ơi. Lấy đồ ăn xong mang qua bên đường sắp xếp.
rồi nhảy vô đó luôn. Rồi bỏ phiếu vô đây con. Rồi chúc con được khỏe. Rồi. Rồi bỏ phiếu vô đây mẹ làm đi chị ơi, được đủ, đủ rồi. Phiếu đâu? Rồi gửi con. Cô bác nhớ mở nắp hộp ra nhá. Khi mà lên đến bàn phát cơm mà không mở nắp hộp là tụi con không phát tiền nữa. Ai lên đến bàn nhận cơm rồi mà chưa mở nắp hộp ra lọng cọng để những người sau phải đợi ấy là tụi con không phát nữa. Ai cô? Kinh phí quá. Ăn là ăn một hộp thôi. Và lấy nhiều quá là dùng không hết đâu. Và đây quần chúng nhân dân cũng phát hiện có những người là cởi áo rồi mặc áo, cô chuẩn bị tới hai cái áo khoác. Chuẩn bị tới hai cái áo khoác lần. Thế do cô cởi áo ra cô lấy, không phải cô lại mặc áo rồi cô lại lấy tiếp lần nữa. Có phiếu là có tiền, có cơm, yên tâm. Lấy đồ bên ngoài ăn được rồi. Dạ, dạ. Đây, hôm nay thì cũng rất dài nha cô chú anh chị. Xếp hàng dài từ đây này, tới xuống dưới tận ngã tư. Nhưng mà các cô chú cũng đứng rất là trật tự, đứng ở hết ở trên vỉa hè nhé. Không có đi tràn xuống dưới đường, không có gây khó khăn cho bà con cô bác di chuyển qua đây. Thì có nhiều cô bác nhận được cơm xong mang ra ngoài ăn. Rồi một số thì đang sắp xếp các thứ để bỏ vô trong nhà thương. Rồi, cơm, bánh mì, sữa. Đó, cơm đùi gà. Đấy, ngon quá. Dạ, rồi, dạ, dạ. Ăn được không anh? Vâng, ngon. Ăn được không chị? Chị có được nhận tiền không? Dạ, có được 50 anh ơi. Rồi, ok. Em cảm ơn. Dạ. Dài từ đây nhá. Tút 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 tụt tụt ra tới tận ngã tư. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra dùm lấy đi theo đúng thứ tự. Mỗi người nhận một phần. Bà con lấy món gì nói ra lên để ta khỏi đổ ra đổ vô. Mỗi người một chai nhá. Chủ động, mỗi người lấy một chai dùm.
Ai không có bọc thì không phát bánh mì, không phát nước suối, không phát chuối, không phát bánh bao. Rồi ai không có mở nắp hộp ra thì lên trên không phát tiền nữa. Cô bác nhận cơm thôi, tụi con nhắc nhở vậy. Dạ. Em trai có bao xốp không? Không có bao xốp thì chỉ nhận cơm thôi nhá, mới nhận tiền, không có nhận mấy thứ khác. Ừ. Sau nhớ đi mang theo bao xốp. Bà ơi, có những người đứng trong hàng mà không có mang theo bao xốp thì không có phát chuối, nước suối, bánh mì, canh, không có phát nhá. Vì người ta, bà phát người ta không có cầm được. 4-5 món không có thể cầm được. Được, cứ chờ đi. Tại rồi không phải hàng đầu vẫn có người ấy được. Rồi, các cô bác đi nuôi bệnh là mình phải có chuẩn bị đồ đựng nhá. Một cái bao xốp để đựng các loại thức ăn của em trai đi với ai ấy. Đi, người không à? Chuẩn bị sẵn đồ đựng nhá. Cô bác đi lấy cơm phải chuẩn bị đồ đựng nhá, gồm hai cái hũ, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn. Một cái bao xốp để mình nhận những thức ăn còn lại. Bếp cơm chỉ phục vụ bệnh nhân và người nuôi bệnh. Những ai được phát thẻ đó sẽ có thêm là 50.000 tiền mặt. Hôm nay sẽ phát 300 phần. Nếu mà thiếu thì bếp cơm sẽ phát thêm bánh bao cho các cô chú. Dạ, nhận cơm về cuối hàng đứng chú. Đây chắc cũng cỡ đâu đó khoảng 200 người rồi đó các bạn. Chúc sức khỏe bước tới. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Cô bác đi lãnh thức ăn, nhớ cảm ơn những tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Ở đây có nhiều bà, nhiều anh chị là cũng hoàn cảnh rất khó khăn tới phụ bếp cơm. Rồi có tiền nữa đây, chú cứ thâu phiếu đi. Rồi chờ xíu. Rồi chú, nhận tiền. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi lên đây nhận tiền em, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Mỗi người một phần, không xin nhiều. Vừa cơm, bánh mì, nước suối, chuối, lại tiền mặt nữa, sữa. Một phần này là đủ cho hai người ăn. Có thêm tiền mặt, thiếu gì chị mua dùm em. Không xin thêm. Xin thêm người sau không có.
chúc sức khỏe. Rồi. Chúc sức khỏe. Đây phát sẽ cho 300 người. Tiền mặt thì đủ. Tiền mặt thì đủ 300 người. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, nhận thêm tiền, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Em gái đi đâu ấy, em gái đi đâu ấy? Em gái đi đâu? Đi đâu ngược chiều vậy? Không biết. Cảm ơn. Kìa nó có bà, đây là có ổng mà. Cộng lên lên cộng lên. Chúc sức khỏe. Đây, vẫn còn một khay thịt rất là bự nhé. Rồi đó, cơm với đồ ăn. Tôi tặng tay đây, canh lấy luôn. Về việc mà mua tủ nấu cơm công nghiệp đó thì đang dọn chỗ rồi đưa phiếu cho bên đưa phiếu đằng kia. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chồng đồ ăn đứa anh coi. Rồi nhận tiền, chúc sức khỏe, cảm ơn. Nhớ cảm ơn chú. Rồi chúc sức khỏe. Tôi lấy đồ ăn đi đã, chồng lên. Rồi xin xem. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi gửi biếu cô, chúc sức khỏe. Dạ. Anh tới đây anh phát luôn. Vâng. Cầm tiền phát như em này. Anh đưa tiền chẵn em đổi cho anh. Ok. Được. Tiền nào cũng được, em đổi cho anh phát luôn cho người ta. Anh muốn phát luôn chưa? Anh muốn, khi nào anh muốn phát? Mai đi. Ok. Rồi được rồi, ok, để con cho người khác. Bao nhiêu? 5 người đi nuôi bệnh bị bà già mổ khối u. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, chúc sức khỏe. Tham gia xin cơm ăn à. Vâng, ok, cho thêm cái bánh bao nhá. Con xin thêm miếng cơm đi. Cho thêm miếng cơm, rồi ok, không lấy tiền cho thêm miếng cơm. Rồi được rồi, ok. Đấy, cho cô bác. Rồi cho thêm miếng cơm không lấy tiền. Không lấy tiền xin cơm ạ. Được rồi, ok, được rồi. Rồi để làm cô. Rồi chúc sức khỏe. Cho thêm họ ít cơm nữa đấy cho 5 người ăn. Rồi ạ. Mấy giờ thì 9 giờ rưỡi anh có mặt. 9 giờ rưỡi. Vâng. Đấy. Bây giờ 5 người nhưng mà bây giờ chỉ giải quyết một phần thôi chứ giờ có 10 người, bây giờ lấy 10 phần thì người sau không có nhé. Dạ rồi, cảm ơn, chúc sức khỏe. Qua đây có phiếu. Rồi nhận tiền, chúc sức khỏe. Sáng mai 9 giờ rưỡi mang tiền đến em đổi cho ông được. Muốn đổi bao nhiêu, mấy trăm đô? 500 được rồi, ok, mai tới em đổi cho. Rồi chúc sức khỏe. Dạ rồi, thôi cứ xếp hàng đi. Nhận tiền cho cô. Rồi chúc sức khỏe. Rồi vô đi. Chúc sức khỏe. Xếp hàng em trai. Chúc sức khỏe. Không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh, đi ra ngoài đi. Đâu phải thấy có tiền là cứ ra vào đâu. Đây là phải bệnh nhân, người nuôi bệnh mới được. Phát bên ngoài các cô chú còn có thể đi làm được mà. Chồng lên trai. Chồng lên mang ra bên ngoài sắp xếp đi em. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Dạ, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Em để qua theo là kìa. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc cô sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe.
Giấy gì cũng xếp hàng chú, bây giờ người ta đang làm rồi, 500 người người ta phục vụ, đâu phục vụ mình chú đâu, chú ra. Rồi chúc sức khỏe, nhận tiền cảm ơn. Rồi chúc cô sức khỏe. Hết bánh mì phát bánh bao luôn đi em ơi. Phát bánh bao cho người ta đi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi dừng dừng chờ xíu nhá. Rồi hết phiếu đúng không? Rồi đứng đấy chờ xíu. Rồi hết bánh mì cô bác sẽ nhận tới bánh bao nhá. Nhận tới bánh bao. Bỏ bánh bao ra phát đi bà. Phát sữa với bánh bao cho người ta. Rồi sữa lên. Rồi lấy cơm lấy đồ ăn chọc lên. Dạ làm rồi nhắm tiền. Dạ rồi chúc sức khỏe. Mỗi một phần cô ơi lẹ làm đi. Chọc lên rồi đúng rồi. Không có xin thêm nữa. Mỗi người một phần thôi. Rồi chúc sức khỏe nhận 50.000. Rồi gửi biếu chú. Chúc sức khỏe. Biếu đâu không? Cầm phiếu ra tay dùm cô chú ơi. Hết bánh mì phát tới bánh bao. Rồi chồng hai cái lên một cho nó. Rồi chúc sức khỏe. Rồi được rồi một người nhận tiền thôi. Rồi chúc sức khỏe. Có nhiều người đi hay nhé. Chúc chú sức khỏe cảm ơn. Ủa em trai có thẻ nuôi bệnh không? Dạ có cái thẻ này. Rồi được rồi. Hồi nãy có anh hỏi. Rồi ok, bọn anh không muốn cho bên ngoài, chỉ cho người nuôi bệnh thôi mà. Chồng lên chứ có người hàng đốn. Dạ. Rồi chồng đồ ăn lên chứ đâu con. Cầm phiếu ra tay đổi lấy tiền mặt em ơi. Đó chồng lên chờ dạ làm đi. Ôi trời. Rồi nhắn xem. Rồi chúc sức khỏe. Chồng đồ ăn lên dạ làm đi chị ơi, chứ đâu. Chú sức khỏe. Đi theo hàng chú. Đi theo hàng dùm con đi. Đã lên đến đây thì chú còn chen tới chen lui đâu lấy được đồ. Chú sức khỏe. Chú sức khỏe. Về cuối hàng đứng anh trai. Mà phải là bệnh nhân người nuôi bệnh mới có nhá. Có hóa đơn không? Có hóa đơn đóng viện phí không chú? Có gì chứng nhận là anh nuôi bệnh không? Không có gì chứng nhận là nuôi bệnh thì đừng xếp hàng. Dạ khỏi. Nếu mà chú có hóa đơn đóng viện phí, có thẻ nuôi bệnh thì mới xếp hàng. Không thôi đừng xếp. Còn con chỉ phục vụ bệnh nhân người nuôi bệnh thôi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Rồi gửi biếu chị chúc sức khỏe. Rồi biếu chị. Chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Rồi nhận tiền, cảm ơn. Mẹ là chồng lên anh ơi, qua đường cắt xếp. Để người khác sẵn sửa. Anh ơi, tôi nói anh đựng đèn các bạn, đừng bây giờ. Trời ơi. Nói anh đừng có đèn bạn, anh làm qua đường. Rất nhiều người phải đợi anh đó anh ơi. 300 người đứng đợi anh kìa. Rồi đưa thẻ cho anh. Mình lẹ làng đi, để người khác chúc sức khỏe. Đi theo hàng đi bà ơi. Đây bà lớn tuổi bà con ưu tiên nhá. Ở đây là đã không phát cho bên ngoài đó. Đây, cô lớn tuổi khuyết tật là tụi con ưu tiên đó. Dạ. Có phiếu không cô? Phiếu đâu? Rồi chúc sức khỏe. Rồi cô lớn tuổi là tụi con ưu tiên nhá, không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh.
chúc sức khỏe. Rồi chồng lo ăn lên kìa, dạ dạ chồng lên cho qua đường tiếp. Nhẹ đó bà. Rồi. Em trai có thể nuôi bệnh hay có hóa đơn không? Rồi bây giờ em qua bên đường đi, em qua bên đường em mang cái giấy sang đây, đúng thì anh đưa tiền cho em, không phải thì thôi. Xíu rồi. Rồi chúc sức khỏe. Chồng lên qua đường chắc chết, xíu em... không? Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Rồi chồng lo ăn lên. Chồng lo, đúng rồi. Chúc sức khỏe. Hết phiếu à? Rồi ok. Còn để nghe bên kia. Hết phiếu rồi ok. Có hóa đơn đóng viện phí cầm ngay đây. Không, nếu thế thôi nhá. Em phải cầm theo trong người. Còn bây giờ em vô trong bệnh viện em lấy là không được nhá. Sau mang theo. Rồi thôi chú cất đi chú. Của bà ai cho bà vô, bà vô. Bà sau không có rô nhá. Đại ca lần sau không rô nhá. Không. No. Mình còn sức khỏe, còn làm việc. Có mấy người này chuyên đi dành ở những nhóm khác. Không không được. Lần sau không có rô nữa. Thôi thôi không. Không, cái này chỉ cho bệnh nhân, người nuôi bệnh, chứ không có cho người bên ngoài. Chú Thanh ơi, đây là không có rô, nhưng là sau không có rô này. Bà kia nữa không phải này. Nhìn bà thế thôi nhưng mà bà dành ghê lắm. Hai người đó không phải nhá. Hai người sau đứng rô nữa. Bà trông thế thôi nhưng mà bà dành còn khỏe hơn người trẻ. Bà đi xin chuyên nghiệp ạ. Phát bánh bao, phát bánh bao. Dạ các cô chú nhận bánh bao nhá, nhận bánh bao, nhận cơm. Đây là những phần phát sinh thêm nhá. Không không. Rồi phát bánh bao, còn bánh bao phát cho mỗi người 2 cái bà ơi. Bánh bao bà cho mỗi người 2 cái đi. Mỗi người 2 cái bánh bao, hết cơm thì phát bánh bao. Mỗi người 2 cái bánh bao nhá, tụi con hết cơm rồi. Vòng ra sau xếp hàng. Rồi bên ngoài, người bên ngoài một cái thôi. Dạ dạ dạ. Rồi đây tụi con có phát thêm bánh bao cho những cô chú. Dạ chúc sức khỏe. Đây ai mặc áo vàng đeo thẻ thì lấy 2 cái. Ai mặc áo vàng đeo thẻ lấy 2 cái. Em một cái nữa à. Rồi rồi cho bà thêm cái nữa. Rồi hết chưa? Rồi phát hết đi, phát hết đi. Cho đây. Hết rồi bà ơi. Dạ hết rồi. Đây những phần phát sinh thêm hết rồi. Dạ hết rồi các cô chú nha. Một. Đây, bếp trưởng gửi em 200.000. Gửi biếu chị. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, gửi cô. Cảm ơn. Chị Trang đưa cho. Nấu cơm, dạ. Chị ơi, gửi biếu chị. Rồi, chúc sức khỏe nha. Rồi, gửi biếu chị Chín. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn nhiều. Chú mua vé số giúp con nha. Rồi, biếu bà. Cảm ơn chú nhiều. Rồi, biếu bà. Cậu nhiều. Cảm ơn cậu.
Còn ai chưa có không? Rồi gửi biếu chú Tư. Rồi cảm ơn con. Dạ. Rồi giờ đã xong nhá. À, một lần nữa thì Tuấn Dương xin cảm ơn cô ẩn danh ở Úc đã gửi cái số tiền là 38.734.000 để phát ra thức ăn, sữa và bánh bao là 20 triệu, phát tiền mặt là 300 người, mỗi người 50.000 là 15 triệu, có tặng cho Tuấn Dương và tình nguyện viên. Cái số tiền này thì mình cứ căn cứ theo những cái người mà đóng góp nhiều thì sẽ tặng nhiều, và có gửi biếu bếp cô Tư để phụ với bếp cơm của cô để mua ga. Và hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2023, thì cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi, và cảm ơn bà giấu tên ở Úc đã gửi tặng cái số tiền này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.